Hi, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là điều bạn đang làm liệu có đúng. Vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy cái việc bạn đang làm là một cái việc theo sở thích của bạn. Và cái việc này thì nó hơi thiếu tính thực tế, kiểu như là có cơ sở căn cứ để chắc chắn là mình đã đi đúng đường hay không. Vì hiện giờ mình thấy cái việc mà bạn đang làm nó hơi trên vên, nó khiến cho bạn mất cân bằng, cảm thấy bế tắc trong một cái khoảng thời gian nào đó. Thì mình nghĩ là bạn nên suy nghĩ lại cái việc mà bạn đang hành động. Mình không hẳn nói là nó sai, nhưng mà suy nghĩ lại cái cách mà bạn làm cái việc đó. Và nếu như bạn đã định hướng được thì bạn nên làm lại một cái kế hoạch để đi đến cái mục tiêu đó. Nhìn chung thì mình thấy cái việc mà bạn đang làm cũng không phải là hẳn là sai, nhưng mà nó đang thiếu tính thực tế. Thì cái điểm đó là cái điều mà bạn cần thay đổi.